Cá gì đây? Cá gì à? Cá gì xà bá luôn. Mấy con? Ôi ba con luôn, bốn con luôn. Có lý nha. Xin chào cả nhà. Này ngày hôm nay mình đi ra ngoài đây đóng đá cho cả nhà xem nha. Ra ngoài kè này. Ngoài đây là xà đá ở nhà nghĩa. Hai chồng Thái thì bữa nay nó nghỉ rồi, nó kéo ghe vô rồi, bà Tư kéo qua đây đóng. Nghĩa kéo dây chui lên hết rồi. Giờ mình bỏ đáy xuống rồi chờ cho nước nó đi á. Rồi mình xả xuống mấy cái này xuống rồi mình gài. Nay cũng cuối nước rồi cả nhà, nước trong rồi. Đóng chắc cử hai cử nó nghỉ rồi. Này, nó có ba cái chui. Cái chui dưới nè, chui giữa này, chui trên. Tương tự cái xả đáy mình cũng vậy nè. Xả đáy mình cũng có ba cái tay này. Cái dưới, cái giữa, cái trên. Còn bây giờ ở đây là cái miệng của nó nè. Đó, ở trên thì có cái phao. Ở dưới thì có cục đá. Chút xíu nữa gài xong mình sẽ xả cái này xuống để cho cái miệng đáy của mình nó hả họng ra. Để nước nó chảy xuống cái mình hứng tôm cá đi vô. Mình sẽ gài nó như vậy nè cả nhà. Nó có cái cọng dây nè. Đây là cái con cài nè. Đó, mình xỏ qua đây cái mình xỏ cái này vô. Tới chừng mình tháo thì mình nắm đây nè. Mình nên đứng trên ghe, mình giật mạnh là cái này nó bung ra. Giờ mình nắm dây mình kéo lên luôn. Chút xíu nữa nghĩa xả dây xuống thì cái này nó đi xuống dưới đáy. Cái này thì nó nằm giữa, còn cái này nằm trên. Như cái khung thành vậy. Cài xong rồi mình xả xuống. Cái này là cái cuối cùng à. Mình giục cái đuôi này xuống. Cái này thì lỡ nó có đứt á, để mình biết cái đuôi mình nằm đâu. Có cái phao này. Cả nhà thấy nó hạ cái họng ra nè, rất là bự luôn. Từ bên cái can bên đó đó, qua cái can bên đây nè. Mười mấy mét, chắc là 13-14 mét. Giờ này thì cái dòng chảy của nó đã yếu rồi cả nhà. Nghĩa vừa mới giật rồi mình kéo lại đây nè, để mình gom vô trong này. Giờ mình sẽ kéo hơi lên hết luôn, kéo nào tới cái đuôi thôi. Bên kia là cũng đang tháo à. Bạn đa số tháo cẩu thôi, còn Nghĩa tháo tay. Do là chiếc ghe này nó cũ dữ rồi, Nghĩa không có làm cẩu được. Mình làm cẩu giữa chừng mình sợ nó chìm á, nó chìm và hư cái cẩu. Cho nên là đợi khi nào mốt mình kiếm được chiếc ghe ngon là mình mới làm cẩu. Kéo tay thì nó hơi mệt hơn chút xíu. Đáy bên này nó cũng nhỏ à, cho nên mình kéo cũng khỏe. Cứ từ từ làm thôi. Nào mát thì ngồi nghỉ. Thank you.
giờ là lúc xem thành quả cả nhà. Mình có được cái gì không? Thấy gì chờ. Được mớ bạch tuộc à? Có bạch tuộc với lại tôm cá thôi chứ không có tinh tích này. Cuối nước rồi. 2 3 4 đây 5 con. Đây còn nữa kìa. Nãy mấy rồi ta? 7 hả? 8. 2 con nữa. Mấu mấy cái lá cây. 9 này, tính 9 này. Như nãy 7 rồi. Mấy con? Ui 3 con luôn, 4 con luôn. Có lý nha. Nó hết khó cầm ở cả nhà. Phải bắt cho nó sạch sạch á, không có dính lá cây. Để nó mình đem vô mình rộng cái nó chui vô cái đầu á là con bạch tuộc nó chết. Con cá gì nè. Ui cao con sào bự. Cao con sào bự ghê. Cá gì đây? Cá gì à? Cá gì à, chà bá luôn. Còn sống á. Mà cũng ngáo ngáo rồi. Vô nó dãy chạy mình hết trơn rồi. Đây nữa, hai con luôn. Hồi nãy giờ quên đếm luôn rồi. Có gì cả nhà đếm giùm nha. Nay bắt đầu vô mùa bạch tuộc rồi. Đóng đáy có nhiều. Bây giờ nói chung cũng vẫn không có nhiều, chưa có nhiều lắm. Khoảng tầm 2 tháng nữa. Cá lư châu. Còn con nào không? Mini nè. Thả đi. Nhỏ quá. Đây đây có nữa nè. Mới thấy. Chắc cũng được ký hơn. Bánh đồ bự mà. Bự bự này thì tầm 14 15 con ký. Ơi cá nâu. Trời ơi, còn sống nè. Đem nó bỏ vô rộng nè. Con này cũng ốm quá, rộng chi đâu.
nghĩa ra lựa xong hết rồi cả nha. Này quá trời tôm luôn, bữa nay được tôm bộn nè, toàn là tôm sống không luôn á. Cái con tôm này giờ mà rim ăn ngon lắm ha, tươi rói còn sống. Xíu nữa nghĩa sẽ lựa mấy con này lại, lựa mấy con tôm đất sống này lại. Giờ đây chắc cũng cả ký, ký hơn. Được mấy con cá nè, cá nâu còn sống thả luôn. Cho mày bơi con sao nè, bự ghê. Cho mày luôn. Con này thì ngấm rồi. Rồi mấy con này đem đi muối đá, bông chè nữa. Rửa mấy bạch tuộc này lại cho nó sạch. Giờ đếm lại nè. Nãy đếm không kỹ. Hai, ba là năm. Con này thì chắc ký hơn. 16 con bự mà. Khoảng ký mốt. Trời gió. Ôi gió quá trời gió luôn cả nhà. Gió lạnh luôn. Rồi nghĩa tắm dừa nghỉ ngơi luôn cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã xem video của mình nha. Bye bye. Hẹn gặp cả nhà video tiếp theo nha.